chào các bác nhé. Chào bạn nhé. Đấy, tiếp tục em lại xong chiếc điều hòa. Đấy, em đang test con điều hòa 16.000 BTU. Đấy. Em đang vừa mới lắp đặt xong và đang vào cái công cuộc là chạy test thử. Chạy thử đấy, nó mát lạnh đấy. Chắc điều hòa ngoài ra nó ra hết. Đấy, vậy bác nào cần nhu cầu về hàng hóa thì các bác lại liên hệ ủng hộ cho em. Đây, phòng vừa mới làm nhà xong các bác nhé. Đây, rèm cửa ấy là lắp con này lên thì trông rất là đẹp luôn. Rất đẹp. Đó. Cháu thế này giúp mà. Phòng này nó rơi vào. Cháu thế này giúp mà. Vâng ạ. 20 mét vuông. Anh rồi đấy. Vậy bác nào quan tâm thì các bác liên hệ nhé. Đấy, để bác khách này cũng gần nhà em luôn. Cách có hơn cây số rồi. Đây là cái mẫu bác khách truyền thống của em vẫn ủng hộ cho em rất là nhiều. Còn các bác ở trên mạng, các bác theo dõi kênh các bác ủng hộ cho em. Hoặc là các bác là mới xem kênh các bác ấn nút like hoặc là đăng ký kênh để theo dõi những video sau nhé. Em có những cái sản phẩm mới. Đấy. Đây, mùa này thì hầu như là chiếm để 90% là điều hòa. Các bác cần lắp đặt điều hòa các bác liên hệ những chiếc điều hòa Nhật. Đấy, rồi, vậy bác nào quan tâm thì liên hệ ủng hộ cho em. Vâng, xin chào các bác.